Tận mười phương thế giới hết thảy hạt bụi, chẳng có một hạt bụi nào chẳng phải là nơi quá khứ hiện tại vị lai, chư Phật xả thân giáo hóa chúng sinh. Phật vì giáo hóa chúng sinh, thà xả bỏ ngàn thân mà không tiếc. Tâm tử bi như thế khiến cho chúng sinh cảm động rơi lệ. Chúng ta không những không thể xả bỏ ngàn thân, dù xả bỏ một ngón tay để giúp đỡ người cũng chẳng muốn, thậm chí nhổ một sợi lông lợi ích thiên hạ cũng chẳng làm. Do đó có thể thấy, chúng ta quá ích kỷ. Nếu không ích kỷ thì sẽ khai mở đại trí huệ. Tại sao chúng ta chẳng có trí huệ? Vì ích kỷ. Có tâm ích kỷ thì vô minh sẽ tác quái, tâm địa đen tối, chấp đông chấp tây. Tất cả là của ta, là sở hữu của ta, chẳng chịu bố thí, chẳng chịu cứu giúp. Người có tâm lý như thế thì trí huệ của họ sẽ bị vô minh che đậy, tuyệt đối chẳng hiện tiền. Hồ đồ mà đến, hồ đồ mà đi, uổng thay một giấc xuân mộng. Bấy giờ Bồ Tát Trí Tràng nương thần lực của Đức Phật quán sát khắp mười phương mà nói kệ rằng: Lúc đó phương Nam Bồ Tát Trí Tràng làm đại biểu, nương đại oai thần lực gia trì của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni quán sát khắp nhân duyên của tất cả chúng sinh trong mười phương thế giới, dùng kệ để khen ngợi công đức của Phật. Hôm nay có mấy vị học sinh đến, tôi có thể truyền thọ phương pháp học cho các vị. Phương pháp rất đơn giản, có ba thứ, tức là mắt, miệng, tâm. Mắt phải nhìn sách vở học, trong miệng phải niệm sách vở học, trong tâm phải nghĩ sách vở học. Có thể học hành như thế thì rất mau sẽ ghi nhớ câu văn đã học, lại có thể đọc thuộc lòng nghĩa lý trong sách vở và tâm của mình hợp thành một thể. Đây tức là bí quyết học hành. Còn có phương pháp ba đến, tức là mắt đến, miệng đến, tâm đến. Công phu ba đến này làm được viên mãn thì sẽ thành công. Học hành chẳng sợ ngu si, cũng chẳng sợ ngốc, chỉ sợ chẳng dụng công, công đáo tự nhiên thành. Học hành và tu hành đều giống nhau, do đó trồng trọt một phần thì thu hoạch một phần. Thiên hạ chẳng có việc không bỏ công sức mà thu hoạch bao giờ. Còn có phương pháp ba trên, tức là trên đường, trên nhà cầu, trên gối. Trên đường tức là lúc đi đường, có thể đọc bài vở đã học. Trên nhà cầu tức là lúc đi cầu, cũng phải suy ngẫm bài vở đã học. Trên gối tức là lúc đi ngủ, đầu dựa trên gối, đừng khởi vọng tưởng bạn nam hoặc bạn nữ, cũng đừng khởi vọng tưởng bạn bè. Lúc đó tư tưởng lắng xuống, suy ngẫm đại ý bài vở đã học thì rất dễ nằm lòng. Đây là phương pháp học hành thứ ba. Tại sao phải học hành? Nói đơn giản là vì cầu trí huệ và trí thức mà học hành. Lúc còn đang đi học thì hãy chuyên tâm để nghiên cứu quá trình học. Học tập siêng năng cẩn mẫn thì nhất định sẽ thành tựu, rất mau sẽ khai mở đại trí huệ. Bằng không cứ khởi những vọng tưởng điên đảo thì sẽ lãng phí thời gian, tuyệt đối chẳng có sự thành tựu. Các vị bạn học phải ở tại chỗ này mà hạ thủ công phu. Các bạn hôm nay rất thành tâm đến chùa Kim Sơn nghe kinh, cho nên tôi nói ra những phương pháp học hành đơn giản để cho các vị tham khảo. Chẳng những học hành là tình hình như vậy, mà dù làm người cũng phải như thế. Làm người phải có tông chỉ, phải có tâm trạng xót trời thương người, phải có tinh thần xả mình vì người. Hãy tự hỏi mình, tôi học hành là vì mình học hay là vì mọi người mà học? Nếu vì mình thì đó là ích kỷ, nếu vì mọi người thì đó là lợi tha. Chỉ cần phóng tư tưởng cho rộng lớn thì tiền đồ tương lai chẳng có hạn lượng. Vĩ nhân của thế giới đều là vì mọi người mưu hạnh phúc, do đó hy sinh tiểu ngã để hoàn thành đại ngã. Nếu người hay tin thọ, nhất thiết chí vô ngại, tu tập hạnh bồ đề, tâm đó không thể lường. Nếu như có người hay tin thọ pháp của Phật nói, pháp của Phật nói là pháp viên dùng vô ngại, như vậy nhất thiết trí huệ sẽ chẳng có sự chướng ngại. Tu hành học tập hạnh bồ đề thì tâm đó chẳng có hạn lượng. Do đó, tâm bao quát thái hư, lượng bao khắp pháp giới, tức cũng là tận hư không khắp pháp giới. Trong tất cả cõi nước, khắp hiện vô lượng thân, mà thân chẳng tại xứ, cũng chẳng trụ nơi pháp. Phật ở trong mười phương hết thảy cõi nước, khắp thị hiện vô lượng diệu sắc thân, tuy nhiên vô lượng, nhưng thân chẳng trụ tại xứ, cũng chẳng trụ tại pháp, tức cũng là người và pháp đều không. Vì người không cho nên chẳng trụ tại xứ, vì pháp không cho nên chẳng trụ nơi pháp. Ta và pháp hai chấp đã không, thì sẽ lìa khỏi tất cả sự chấp trước. Đây tức là cảnh giới vô tại, vô bất tại. Mỗi mỗi các Như Lai, thần lực thị hiện thân, kiếp không thể nghĩ bàn, tính đếm không hết được. Mười phương ba đời tất cả chư Phật, mỗi vị Phật đều có trăm ngàn ước hóa thân, đó là đại oai thần lực của chư Phật thị hiện thân.
các thân thị hiện đều khác nhau. Ở trong số kiếp không thể nghĩ bàn, dùng toán số cũng không thể tính đếm được thân Phật rốt ráo có bao nhiêu. Ba đời các chúng sinh đều biết được số đó, thần Như Lai thị hiện, số đó không biết được. Phật có ba đời chư Phật, chúng sinh cũng có ba đời chúng sinh. Ở trong ba đời, số lượng của hết thảy chúng sinh có thể biết được rốt ráo số lượng bao nhiêu. Nhưng hóa thân của Phật thị hiện, rốt ráo có bao nhiêu, số mục này chẳng cách chi tính đếm được, cho nên nói số đó không biết được. Lúc hiện một hai thân cho đến vô lượng thân, khắp hiện mười phương cõi, kỳ thật chẳng hai thứ. Có lúc Phật thị hiện một thân Phật, hoặc thị hiện hai thân Phật cho đến vô lượng thân Phật, khắp thị hiện ở trong mười phương các cõi nước chư Phật. Kỳ thật, Phật chẳng có hai thân, thị hiện vô lượng thân cũng là một pháp thân. Do đó, một pháp thân thị hiện vô lượng thân quy về một pháp thân. Cho nên nói, kỳ thật chẳng hai thứ. Ví như trăng tròn sáng, khắp hiện tất cả nước, hình bóng tuy vô lượng, gốc trăng chưa từng hai. Cảnh giới của Phật giống như mặt trăng, tròn sáng suốt. Mặt trăng khắp hiện vào trong tất cả nơi có nước, chẳng phải bản thể của mặt trăng phân ra vào trong nước, chỉ có vô lượng hình bóng, nhưng gốc mặt trăng chỉ có một, chẳng có hai. Phật cũng như mặt trăng tròn sáng, tất cả chúng sinh đều cảm thấy mình đối diện ở trước Phật, nhưng Phật chỉ có một pháp thân, đây tức là đạo lý. Thiên đầm hữu thủy, thiên đầm nguyệt, vạn lý vô vân, vạn lý thiên. Nghĩa là ngàn đầm có nước, ngàn đầm có trăng, vạn dặm không mây, vạn dặm trời xanh. Như vậy trí vô ngại, thành tựu đẳng chánh giác, khắp hiện tất cả cõi, thể Phật cũng không hai. Phật có trí huệ viên dung vô ngại, có trí huệ như vậy mới chứng được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Phật thành Phật rồi, ở thế giới này, ở thế giới khác, vô lượng các thế giới, thị hiện thành Phật. Bất cứ đến thế giới nào thị hiện thành Phật, thì bản thể của Phật vẫn là một, chẳng có hai. Chẳng một cũng chẳng hai, cũng chẳng phải vô lượng. Tùy theo sự ứng hóa, thị hiện vô lượng thân, bản thể của Phật chẳng những chẳng phải hai, mà cho đến một cũng chẳng có, cũng chẳng phải vô lượng, chỉ là tùy theo sự ứng hóa mà thôi. Phật thì quan sát căn cơ của chúng sinh vì họ nói pháp, tùy theo căn tánh của chúng sinh mà đến giáo hóa. Người chưa trồng căn lành thì khiến cho trồng căn lành, người đã trồng căn lành thì khiến cho tăng trưởng, người căn lành đã tăng trưởng thì khiến cho thành thục, người đã thành thục thì khiến cho được giải thoát. Phật thì tùy thời tùy lúc giáo hóa chúng sinh, đáng được giáo hóa mới thị hiện vô lượng thân. Đây là đến phá sự chấp trước của chúng sinh, khiến cho chúng sinh trở về cội nguồn rốt ráo thành Phật. Đây là bổn hoài của Phật. Thần Phật chẳng quá khứ, cũng chẳng phải vị lai, một niệm hiện sinh ra, thành đạo và niết bàn. Bài kệ ở trước là phá chấp trước của chúng sinh, đừng sinh vọng tưởng tính ra Phật có bao nhiêu thân, đây là không việc tìm việc làm, gây thêm phiền não cho chính mình. Hiện tại lại nói thần Phật, tất nhiên là vô lượng. Vậy thân Phật là quá khứ, quá khứ có thân Phật chăng? Chẳng phải, thân Phật chẳng có quá khứ, chẳng có vị lai. Vậy hiện tại có thân Phật chăng? Cũng chẳng có. Phật tức là trong khoảng một niệm, có thể thị hiện sinh ra, thị hiện thành đạo, thị hiện niết bàn. Nói tóm lại, Phật thị hiện tám tướng thành đạo, chẳng lìa khỏi một tâm niệm hiện tiền. Thế nào là tám tướng thành đạo? Một, hàng sinh từ trời đâu xuất. Bồ Tát một đời bổ xứ, trụ ở nội viện đâu xuất. Đợi đến khi nhân duyên chín mùi, thì cưỡi voi trắng lớn mà xuống nhân gian. Hai, nhập thai. Phật Thích Ca Mâu Ni chọn lựa vua Tịnh Phạn làm cha, hoàng hậu Ma Gia làm mẹ. Ba, xuất thai. Hoàng hậu Ma Gia mang thánh thai rồi thì thân thể khỏe mạnh, tinh thần thoải mái. 10 tháng đã mãn, Phật hàng sinh dưới cội vô ưu. 7 ngày sau hoàng hậu Ma Gia qua đời. 4. Xuất gia. Vì giải trừ sinh ra bệnh chết 4 khổ lớn mà từ bỏ hoàng cung, đi đến núi tuyết tu hành, tìm đạo 6 năm tu hành, tu khổ hạnh 6 năm. Chẳng giải quyết được sinh tử, bèn tĩnh tọa ở dưới cội Bồ Đề, suy ngẫm pháp môn sinh tử. 5. Hàng Ma. Ma Vương biết Phật sắp thành Phật, bèn sai ma nữ đến nhiễu loạn tâm ngài, khiến cho mất đạo nghiệp. Nhưng Phật có định lực kim cang kiên cố, không lay động tâm, mà nữ biết khó mà làm cho ngài thối chuyển. 6. Thành chánh giác. Phật chẳng bị vũ lực của ma vương uy hiếp, chẳng bị sắc đẹp của ma nữ dụ dỗ, bèn phát thệ nguyện nếu không thành chánh giác thì thề sẽ không đứng dậy, đêm thấy sao mai mọc mà ngộ đạo, tức thành chánh giác.
7. Chuyển pháp luân. Ngộ đạo rồi liền nói Kinh Hoa Nghiêm Đại Phương Quảng Phật, sau đến vườn Lộc Uyển vì năm anh em Kiều Trần Như nói pháp bốn diệu đế. Về sau nói pháp 49 năm, hơn 300 hội, lưu lại ba tạng kinh điển 12 bộ. 8. Nhập Niết Bàn, 80 tuổi tại rừng Sa La, song thọ, an tường thị hiện vào Niết Bàn. Như huyễn hóa màu sắc, không sinh cũng không khởi, thân Phật cũng như vậy, thị hiện chẳng có sinh. Giống như huyễn hóa làm ra màu sắc, rốt ráo mà nói thì chẳng có sinh cũng chẳng có khởi, thân Phật cũng tình hình như vậy, chẳng có sinh khởi. Phật thì thị hiện cho nên chẳng có sinh, tất nhiên chẳng có sinh thì đương nhiên chẳng có diệt. Do đó, chẳng sinh chẳng diệt, chẳng nhơ chẳng sạch, chẳng tăng chẳng giảm. Đây tức là bản thể của Phật đã đến được cảnh giới như như chẳng động, rõ ràng, sáng suốt.